Có một số loại hạt trái cây có hại cho sức khỏe nhưng chúng ta vẫn ăn thường xuyên. Trong khi đó, có những loại quả có hạt mà chúng còn bổ dưỡng hơn cả thịt quả thì chúng ta lại loại bỏ lãng phí. Dưới đây là những cái danh sách mà những loại quả nên và không nên bỏ hạt chúng ta cần biết để ăn hoa quả cho đúng. Hãy cùng tôi đến với cái loại quả dưới đây. Trước tiên đó là quả mít. Hạt mít thì chứa rất nhiều vitamin A, giúp sáng mắt này, đẹp da. Ngoài ra thì hạt mít còn có giàu chất sắt, chất xơ không hòa tan, giúp thải độc này, bổ sung ích khí, gây trung tiện và thông thượng tiện. Thứ hai đó là quả lựu. Hạt lựu thì chứa nhiều vitamin, chất khoáng, đường nên là giúp giải độc này, thanh nhiệt, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Một khoanh gáy nhỏ nhỏ thôi. Trong hạt đu đủ thì chứa rất nhiều là papain, một loại enzyme giúp hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, hạt đu đủ còn giúp chữa lành bệnh xơ gan này, diệt giun này và một loại vi sinh có hại trong ruột. Ngoài ăn hạt đu đủ sống thì các bạn có thể xay nhuyễn, nghiền nát thành bột nhão hay là kết hợp trong cái món salad để ăn. Bơ. Hạt bơ thì chứa 70% là lượng axit amin của quả bơ, chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất chống viêm này, giàu axit béo và omega tốt cho sức khỏe và ngăn ngừa ung thư. Hạt bơ thì có thể chế biến một cách nướng chín, phơi khô hoặc là ngâm rượu. Dưa hấu. Trong hạt dưa hấu chứa rất nhiều axit amin, arginine, giúp điều trị bệnh tim mạch vành và điều hòa huyết áp. Hạt dưa hấu còn chứa rất là nhiều axit béo không bão hòa, chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa này, giúp làn da khỏe mạnh này. Chúng còn là nguồn cung cấp nhiều vitamin B, niacin hay là cũng như là magie khoáng sản. Hạt dưa hấu còn hỗ trợ điều trị các vấn đề về như là phát ban và phù nề. Hạt nho. Hạt nho là nguồn cung cấp cái chất proanthocyanin, cái chất oxy hóa giúp oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa các vấn đề như về bệnh da vảy nến, viêm mụn, nếp nhăn, giúp bảo vệ tim mạch hay là thị lực hanh hay là ngăn ngừa hen suyễn. Các cái chiết xuất từ hạt nho còn giúp bảo vệ cơ thể khỏi ảnh hưởng của tia UV. Trên đây là những cái loại hạt, những cái loại quả mà chúng ta nên ăn hạt. Còn dưới đây là những cái loại trái cây không nên ăn hạt. Thứ nhất đó là quả cà chua. Hạt cà chua thì rất khó tiêu hóa, nếu ăn vào thì sẽ gây nên tình trạng đó là gây nên táo bón. Ớt là cái phần hạt ớt cay hơn là phần thịt. Chúng rất dễ dính vào thành ruột dạ dày nên có thể gây bỏng rát này, tổn thương niêm mạc dạ dày này. Ăn hạt ớt nếu mà chúng ta không nhai kỹ thì có thể gây tình trạng khó tiêu, chướng bụng, táo bón và đau dạ dày. Dưa leo. Nhiều hạt dưa leo có thể gây nên tình trạng mất nước nghiêm trọng. Ngoài ra nếu ăn hạt dưa chuột mà không nhai kỹ thì có thể gây nên tình trạng đầy bụng và khó tiêu. Vì vậy nếu ăn ít dưa chuột bạn có thể bỏ cả hạt, nhưng mà chúng ta nên nhớ nhai kỹ. Còn ăn thường xuyên thì và ăn nhiều thì tốt nhất là các bạn nên loại bỏ hạt dưa chuột. Táo. Ngoài nhiều vỏ táo thì có chứa rất là nhiều các chất dinh dưỡng và có lợi cho khỏe như là chống oxy hóa này, vitamin, chất xơ. Thì hạt táo lại có cái chứa hợp chất gọi là acinize, một loại đường độc. Nếu sử dụng một lượng lớn chất có trong cái hạt táo thì có thể gây nên tình trạng khó thở, tụt huyết áp, hôn mê, suy hô hấp, co giật, tổn thương phổi, thậm chí là tử vong. Vì vậy tốt nhất là các bạn không nên ăn hạt táo. Ổi. Hạt ổi nếu không được nhai kỹ này sẽ không được tiêu hóa được, gây lên tình trạng đau dạ dày, hoặc rơi vào ruột thì gây lên tình trạng viêm ruột thừa cấp. Cho nên là các bạn cần lưu ý những các loại quả mà chúng ta không nên ăn hạt như là cà chua này, ớt, dưa leo, táo và ổi.